Tiếp tục vào việc anh chị ơi. Căn nhà này thì có cái vị trí là ngay chợ Dĩ An 1 anh chị nhé. Chợ Dĩ An 1 nhé. Chợ Dĩ An 1 anh chị. 300m. 300m. Đúng 300m. Anh chị ở đây là đi bộ, đi chợ thôi nhé. Thì ngày hôm nay em sẽ mang tới cho anh chị mình căn nhà hoàn công luôn. Đường ô tô và có sân ô tô. Sân ô tô này. Nhà là nhà hoàn công. Đường là đường ô tô. Đường này đường thông luôn. Đây, ô tô quý anh chị thấy không? Đó. Thực tế nha. Quay phim nó phải thực tế. Giá thì rẻ và đang cần bán gấp. Hiện trạng bây giờ là giảm xuống còn 4 tỷ 400 triệu, nhưng giá này vẫn thương lượng. Nếu mà anh chị thiện chí có thể gặp chủ nhà để thương lượng và bớt thêm quý chị nhá. Giá này là còn bớt để bán nha. 4 tỷ 400 triệu giá còn bớt. Căn này 72m mà nhà hoàn công, nhà mới 100%, nhà 2 lầu, nhà đúc 3 tấm. Nhà này là ngay chợ Dĩ An 1 anh chị nhá, đúng 300m. Anh chị mình bước ra đây. Bước ra đây là ra ngay cái chỗ đường Tú Xương đó quý chị, đường Tú Xương á của chợ Dĩ An 1 á, đây ngay ra đây luôn ha. Đó, rất gần quý chị nhá. Chỉ đúng 300m thôi. Đấy. Nguyên cái khu này là ở full ở kín, quý chị thấy không ạ? Toàn nhà lầu thôi. Đó, đẹp chưa? Hết sức đẹp quý chị nhá. Đó. Anh chị ơi, đi xem nhà này hẹn em ở ngay chợ Dĩ An 1, em dẫn anh chị đi xem nhá. 2 lầu, ở phía trên là có 2 cái ban công, ở phía sau có một cái sân thượng ở phía sau. Đấy, đẹp chưa? Nhà thì có sân ô tô, quá ok rồi còn gì, đúng không? Và điều đặc biệt hơn là nhà hoàn công. Đấy, nhà hoàn công là pháp lý VIP nhất rồi, chuẩn chỉ nhất rồi quý anh chị nhá. Vay ngân hàng hỗ trợ lên tới 80%, tại vì nhà hoàn công mà quý anh chị ha. Đó, rất đẹp quý anh chị ơi. Nói chung căn này anh chị nào mà đang cần tìm nhà trung tâm của thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương và ngay chợ Dĩ An 1 là chỉ có căn này thôi. 4 tỷ 4 đó, em xin thưa chính xác ha, nhà mới nha. Thì hiện tại bây giờ ở khu này là căn này đang rẻ, đang cần bán, và nhà thì hoàn công, có sân ô tô, công năng thì quá ok, vị trí thì không phải chê. Đấy, chợ Dĩ An 1 nghe tới là sướng rồi quý chị ơi, vị trí đẹp quá mà, trung tâm của thành phố Dĩ An mà quý chị. Chỗ này anh chị di chuyển ra các cái trục đường như đường Trần Hưng Đạo này, đó, kế bên luôn quý chị nhá. Đường Trần Hưng Đạo, đường Trần Quang Khải đó quý chị. Sát bên nhá, sát bên luôn, sát vách. Đó. Nói chung anh chị cứ tìm chợ Dĩ An 1 đi, mà nếu mà anh chị nào ở Dĩ An thì không có ai mà không biết chợ Dĩ An 1 hết á. Đấy, còn nếu mà anh chị mà ở xa bên thành phố Thủ Đức á, anh chị cứ tìm cho em là chợ Dĩ An 1 nhá. Chỗ này gần thành phố Thủ Đức, giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh luôn. Đó. Ở đây là sát vách luôn quý chị nhá. Đấy, đẹp lắm. Đây, phòng khách này. Đó. Cho em hãy một lượt đăng ký kênh đi, xem nhiều video hơn. Nhà đất ngày nào cũng đi quay phim cho anh chị mình xem mà. Cứ chọn ra căn nào rẻ đẹp là quay cho anh chị mình tham khảo ha. Được thì mua, không được thì thôi. Không được thì mình tham khảo, không sao hết quý chị. Đây này, vào đây là bếp đây. Tại vì em Hải xưa giờ em quay phim là thực tế và review thực tế, có như nào em nói như vậy. Cái bếp này làm bằng gỗ tự nhiên nhé, gỗ sồi nhé. Và sau đây nhà vệ sinh và cái giếng trời. Nên là nhiều anh chị xem video của em Hải rất thích và xuống xem nhà thực tế là tỷ lệ mua rất cao. Tại vì sao? Em quay là quay thực tế và nói thực tế hết rồi quý chị nhá. Nhà vệ sinh mình đây. Đấy. Căn này là 72m quý chị nhá, ngang 4 và dài 18 nhá. Đấy, ngang 4 dài 18 nhá, thưa quý chị. Đó. Nhà thì quá ok rồi, nhà nói chung là cứ vị trí đẹp mà công năng tốt mà giá rẻ là mua quý chị nhá. Mua ở, mua cho thuê, mua làm gì cũng được, mua đầu tư cũng được, tại vì căn này là quá rẻ rồi. Ở khu vực này mà thị trường xung quanh mà giá này đúng là không có ấy chứ. Không có đâu quý chị ơi. Anh chị cứ xem nhiều anh chị biết mà, đúng không? Đây này, sân ô tô này quý chị. Đó, đường ô tô, sân ô tô này. Đó, đẹp chưa? Chợ Dĩ An 1 nữa. Trời ơi, vị trí quá VIP luôn quý chị ơi. Rồi, đi xem nhà này hẹn em ở chợ Dĩ An 1 giúp em nhá. Em dẫn anh chị đi xem nhá, xem thực tế nhá. Rồi để em lên lầu này. Nhưng mà anh chị đăng ký kênh của em Hải đi, nhà đất rất nhiều, em mong muốn được quay phim hàng ngày để cho anh chị xem. Đấy. Ở trên cái kênh của em á, mỗi cái video lên là đều có cái mã số, anh chị lưu lại cái mã số đó ha, rồi báo cho em sẽ biết là căn nào quý chị nhá. Đấy, nó có mã số hết quý chị nhá, để cho dễ nhận biết cái sản phẩm. Rồi, lầu 1 này, lầu 1 điểm cộng luôn, có cái ban công. Cái ban công thì nó không ăn thua đâu, nhưng mà cái lầu 1 này 2 cái phòng ngủ rộng, và điều đó cũng vẫn chưa phải đặc biệt, và đều có nhà vệ sinh. Đó, cái này mới đặc biệt này quý chị. Lầu 1 này 2 phòng ngủ đều có nhà vệ sinh bên trong nha, vệ sinh khép kín nha, có nghĩa là mỗi phòng ngủ sẽ có một cái nhà vệ sinh nha quý chị. Đó, thấy chưa? Phòng ngủ có nhà vệ sinh nha, cửa này. Đấy. Rồi, thêm cái phòng ngủ này có nhà vệ sinh bên trong nha anh chị mình luôn. Đó, quá ok này. Tiếp quá. Nói chung là căn này có tiền mua là quá ok quý chị ha. 4 tỷ 4 là bớt nhá. Giá thương lượng, ông chủ này ông đang cần bán lắm quý chị. Anh chủ này, anh đang cần bán lắm á. Anh chị cứ đi xem nhà đi. Nếu mà thích á, mình thương thảo á, mình mua ha, mua giá tốt luôn quý chị nha. Đấy. Nhà hoàn công này, 72m, 60m thổ cư, ngang 4 dài 18, sổ hồng hoàn công. Đấy, 2 lầu đúc 3 tấm, nhà mới 100%, chưa ai ở quý chị nhá, nhà hơi bụi. Đấy. Căn này là chợ Dĩ An 1, chỗ đây là phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, ngay chợ Dĩ An 1 luôn. Đấy. Rồi, trên này sẽ có phòng thờ và thêm một phòng ngủ và có một cái sân sau cho anh chị mình luôn. Giếng trời này, đấy, sân sau đây. Đó. Chỗ đây là cái nhà vệ sinh ở trên lầu 2. Anh chị mua căn này là công năng như vậy là quá ok rồi. À, chỗ này gần với nhà thờ Dĩ An luôn. Anh chị nào cần tìm nhà gần nhà thờ Dĩ An, em quên mất. Hôm giờ có nhiều anh chị cô chú đặt yêu cầu cho em Hải là tìm nhà gần nhà thờ Dĩ An, giá rẻ. Đây này quý chị nhá, căn này là ngay nhà thờ Dĩ An luôn, đi bộ thôi anh chị nhá. Chỗ này mình đi bộ thôi, không cần phải đi xe gì hết á, nếu mà cô chú mà người lớn tuổi á, đi bộ nhá. Đó, nhà thờ Dĩ An đó quý chị thấy không? Đó, chỗ đó là đường Trần Hưng Đạo nhá, với đường Nguyễn An Ninh nhá, ngay phía trước nhá. Đó, nhà thờ Dĩ An đó quý chị thấy không? Đứng đây nhìn thấy nhá. Đó, sau đây đất nhà người ta đất trống ha, đẹp quá. Bên đây đang xây biệt thự hay sao này. Đây là quý chị. Ha. Rồi. Anh chị ơi, nói chung là căn này nhiều điểm cộng lắm, rẻ, công năng quá ok mà vị trí thì rất đẹp luôn. Được thì mình vào việc anh chị nhá. Đấy, trước đây thêm một cái phòng ngủ là nhà sẽ có 3 phòng ngủ cho anh chị mình nhá. Đấy, 3 phòng ngủ, sân ô tô, có sân giặt phơi đồ, sân ban công, 2 cái ban công với có cái phòng thờ riêng. Đó, quá ok luôn rồi. Đấy, bật điện lên, đẹp, hết sức đẹp quý chị nhá. Nói chung em Hải đánh giá cao căn nhà này. Vị trí đẹp và giá rẻ. Nhà thì pháp lý chuẩn chỉ, hoàn công là số 1 rồi. Đấy, ra chợ Dĩ An, chợ Dĩ An 1 thì chỉ tầm 300 m thôi, còn ra nhà thờ thì chắc tầm 600 m anh chị nhá. Rồi, em xin cảm ơn.